anh. Hả? Anh tới tuổi điều hôn sự chưa? Rồi. Nhưng mà năm nay là anh chưa đi đúng không? Chưa. Có nghĩa là có thể là năm sau hoặc năm sau nữa anh sẽ đi đúng không? Ừ, sao em hỏi vậy? Em tính vậy nè. Trước khi anh đi hôn sự á. Ừ. Cưới đi. Nani? Chị? Ừ. Cưới. Tại vì bây giờ vậy nè, em giải thích cho anh nghe. Thật ra em nói cưới không phải là không có lý do đâu. Bây giờ, ví dụ anh không cưới em đúng không? Ừ. Anh đi quân sự. Ừ. Thì nếu như anh cưới em thì coi như mọi chuyện hết. Đúng không? Anh sẽ anh kiểu đàn ông mà cưới là chấm hết rồi cuộc đời, đúng rồi. Cái con vợ là hết. Đúng rồi, nhưng mà nếu anh đi quân sự sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là anh sống trở về bình thường. Ừ. Nhưng trường hợp thứ hai là anh chết. What? Anh chết vì chiến trường. Trời đất. Đánh bom rồi các kiểu rồi lỡ rồi té rồi lộn ghế gì đó, chết đúng không? Ừ. Thì ví dụ như mình còn sống về thì không nói đi. Nhưng mà nếu như anh chết sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hai trường hợp nữa. Đúng rồi. Trường hợp thứ nhất là em sẽ chôn anh dưới gốc cây thông. What the hell? Trời đất. Trường hợp thứ hai em sẽ chôn anh dưới gốc cây bạch đàn. Ví dụ em chôn anh dưới gốc cây bạch đàn đi. Ừ. Coi như hết. Sao hết? Tại vì đâu có gì xảy ra nữa đâu. Thì anh chết rồi. Thẳng thì cũng thẳng từ từ thôi. Làm dạ. Thẳng vậy. Nhưng nếu em chôn anh dưới gốc cây thông sẽ có hai trường hợp xảy ra. Là một là người ta sẽ đem anh ra làm gỗ, bàn ra bàn ghế rồi các kiểu đúng không? Hai là người ta sẽ đem anh đi làm giấy. Ví dụ anh đi làm bàn ghế rồi các kiểu thì coi như xong. Suốt đời luôn. Nhưng mà nếu như đem đi làm giấy á, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Anh quăng lựu đạn sao á anh? Trường hợp gì nữa? Trường hợp thứ nhất là anh sẽ làm giấy viết. Và trường hợp thứ hai anh sẽ làm giấy chùi. Thì ví dụ như mà anh làm giấy viết đi thì coi như là hết. Nhưng nếu anh làm giấy chùi sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là anh sẽ làm giấy chùi trong nhà vệ sinh nam. Hai là anh làm giấy chùi trong nhà vệ sinh nữ. Đúng không? Đúng không? Ừ, anh đâu. Nói đúng không? Đúng, đúng. Thì nếu như mà anh làm giấy chùi trong nhà vệ sinh nam á, coi như hết. Ừ, đúng hết thật. Nhưng nếu anh làm giấy chùi trong nhà vệ sinh nữ sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp gì nữa? Rồi, trường hợp thứ nhất đó là anh chùi phía trước. Oh my god! Wow! Đúng không? Và trường hợp thứ hai là anh chùi phía sau. Nếu như mà anh chùi phía sau á thì coi như hết. Hết thật sự á. Nhưng mà nếu anh chùi phía trước á thì có khác gì lấy em đâu. Ủa là sao? Ý là chùi phía trước của con gái thì có khác gì cưới em đâu. Là cuối cùng mà nãy giờ cũng toàn là cưới em thôi mà. Ừ thì dạ vậy á. Thì ý em nói là đại khái. Thôi em sẵn quá đi. Thôi đi. Ủa hả? Ủa chứ không cưới thiệt hả?